Ngọc Chuyển và Quang Duy xin được mến chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Năm, ngày 15 tháng 12 năm 2022, như thường lệ chúng tôi sẽ điểm qua các nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ tìm ra giải pháp tạo khối đoàn kết thống nhất, nâng cao chất lượng sáng tác văn học nghệ thuật trong thời gian tới. Hội đồng Nhân dân các quận, huyện trong thành phố Cần Thơ tổ chức kỳ họp cuối năm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. Cần Thơ tích cực chuẩn bị cho sự kiện Ngày Indonesia tại thành phố Cần Thơ vào ngày 17 và 18 tháng 12 tới. Thưa quý vị, chiều nay, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chủ trì hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết, việc thực hiện sắp xếp lại theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công đã được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. So với năm 2015, số đơn vị sự nghiệp công đã giảm trên 13%, số biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm hơn 10%. Các đơn vị sự nghiệp công đã tăng cường tự chủ tài chính, mở rộng các hoạt động dịch vụ sự nghiệp, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước, từng bước phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an sinh xã hội. Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, yêu cầu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng về việc thực hiện nghị quyết số 19, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị. Sáng ngày 15 tháng 12, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng 206 hội viên và đại biểu khách mời. Đại hội là dịp để các hội văn học nghệ thuật, văn nghệ sĩ thành phố đánh giá lại hoạt động thời gian qua cũng như tìm những giải pháp nhằm tạo khối đoàn kết thống nhất, nâng cao chất lượng sáng tác văn học nghệ thuật trong thời gian tới. Nhiệm kỳ qua, các văn nghệ sĩ trên địa bàn thành phố tham gia sáng tạo tác phẩm và các công trình văn học có chất lượng, chiều sâu, góp phần định hướng và xây dựng con người mới. Đến nay, các hội chuyên ngành có 641 hội viên, trong đó có 235 hội viên trung ương, 250 hội viên là đảng viên. Trong nhiệm kỳ, các hội viên chuyên ngành đã kết nạp thêm 109 hội viên, có 39 hội viên được kết nạp vào hội chuyên ngành trung ương. Đại hội đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2027 với những nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục tập trung xây dựng chất lượng hội viên, đổi mới mạnh mẽ công tác hội theo hướng hiệu lực hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, quan tâm phát triển hội viên trẻ, hội viên người dân tộc thiểu số, tăng cường mở các cuộc thi sáng tác, trại sáng tác, các lớp tập huấn, đi thực tế sáng tác. Phấn đấu có nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn, phát huy bản sắc quê hương. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa chính với 27 thành viên. Ông Nguyễn Thành Kiên tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân nhận kỷ niệm chương, giấy khen, bằng khen của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ do có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Công tác tổ chức xây dựng đảng trong năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới, thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kết quả nổi bật trên có sự đóng góp quan trọng của Ban Tổ chức Thành ủy. Đó là khẳng định của ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, tại hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo ban và cá nhân lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ năm 2022 diễn ra vào sáng nay.
Phó Bí thư Thường trực Phạm Văn Hiểu yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 14. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, luân chuyển điều động cán bộ phục vụ công tác nhân sự lãnh đạo quản lý các cấp và nguồn nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, thường xuyên rà soát đối tượng, hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên theo nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 của Thành ủy. Ngày 15 tháng 12, huyện ủy Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị mở rộng tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm vụ năm 2022, đề ra nghị quyết nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, huyện ủy Vĩnh Thạnh, lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân tập trung tổ chức thực hiện nghị quyết đạt và vượt 13 trên 13 chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất cả năm trên 10.000 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản ước đến cuối năm đạt trên 97%. Xã Thạnh Lộc xây dựng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xã Thạnh Lợi hoàn thành tất cả nhóm tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, huyện ủy Vĩnh Thạnh xác định cái nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tận dụng lợi thế khi triển khai dự án khu công nghiệp 900 ha trên địa bàn nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại dịch vụ. Ông Lê Văn Thành, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy đề nghị huyện ủy Vĩnh Thạnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ đảng viên, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát, tự phê bình và phê bình để thấy được những hạn chế thiếu sót cần khắc phục, phát huy những mặt ưu điểm, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2023. Cùng ngày, huyện ủy Ô Môn cũng tổ chức hội nghị mở rộng tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Năm 2022, huyện ủy Ô Môn lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 14 trên 14 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, kết nạp 146 đảng viên mới đạt 100% kế hoạch. Ủy ban kiểm tra quận ủy quyết định thi hành kỷ luật 3 đảng viên sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất thực hiện trên 32.350 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Vận động bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92% tổng số dân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, lưu ý Ban chấp hành Đảng bộ quận Ô Môn tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm 2023, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân huyện Thới Lai tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư huyện ủy Thới Lai. Năm 2022, tình hình kinh tế xã hội của huyện đạt được kết quả khá toàn diện, 14 trên 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh hoàn thành và vượt kế hoạch. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 3 trên 2 xã đạt 150%. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện được công nhận 10 sản phẩm, thu ngân sách ước đạt hơn 67 tỷ đồng, đạt 100%. Chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được duy trì và giữ vững. Hệ thống mạng lưới y tế, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, dịch bệnh được kiểm soát, chính sách an sinh xã hội và chính sách đối với người có công được triển khai kịp thời, đúng quy định. Sáng ngày 15 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền cũng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong năm 2022, dưới sự đoàn kết quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành, huyện Phong Điền thực hiện đạt và vượt 14 trên 14 chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 1.225 tỷ đồng, đạt 100,57% kế hoạch. Xây dựng được 5 trên 4 mô hình đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, được thành phố công nhận 2 sản phẩm OCOP hạng 4. Xây dựng xã Trường Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 925 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 125% kế hoạch giao. Ngành du lịch được phục hồi và khởi sắc. Vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt và vượt chỉ tiêu giao. Kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Đỏ, kỳ họp thường lệ cuối năm cũng khai mạc sáng nay. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện tập trung triển khai thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội so với kế hoạch đề ra. Sản xuất thắng lợi 3 vụ lúa, năng suất và sản lượng đạt khá. Xây dựng 3 xã Thới Đông, Thới Xuân và Thành Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
công nhận 7 sản phẩm OCOP cấp huyện đạt 175% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, giá trị tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu thành phố giao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn định. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp các ngành phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể, các cấp các ngành và địa phương căn cứ mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tổ chức phát động phong trào thi đua đảm bảo thiết thực gắn với nhiệm vụ được giao của từng cơ quan đơn vị địa phương, đồng thời đề ra các giải pháp nội dung thực hiện chủ đề năm của thành phố, tăng cường xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội thành phố. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả đồng bộ công tác tinh giản biên chế gắn với sắp xếp các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt phát động phong trào thi đua cao điểm nhân kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày truyền thống thi đua yêu nước. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa ban hành quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Thành phố giao tổng nguồn vốn ngân sách địa phương thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là hơn 5.144 tỷ đồng. Đối với các nguồn vốn từ ngân sách trung ương, thành phố giao hơn 1.267 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023, trong đó vốn trong nước 1.040 tỷ đồng dự kiến sẽ bố trí cho dự án đường vành đai sân bay Cần Thơ kết nối đường Lê Hồng Phong đến quốc lộ 91B, giai đoạn 1 và các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, còn lại là vốn nước ngoài. Xin được tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị, chiều ngày 15 tháng 12, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023, công bố cổng thông tin thương mại điện tử và chương trình hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách cùng với sự hỗ trợ của người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch, hồi phục sản xuất kinh doanh đã góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 1.460.100 tỷ đồng, vượt trên 24% dự toán. Riêng Cục Thuế thành phố Cần Thơ số thu thuế năm 2022 ước đạt trên 11.000 tỷ đồng, vượt trên 5% kế hoạch năm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, toàn bộ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng hóa đơn trên toàn quốc đã đăng ký chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tổng cục cũng đã triển khai chương trình hóa đơn may mắn tại 63 địa phương. Năm 2023, ngành thuế cả nước được Quốc hội giao là 1.373.244 tỷ đồng. Ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành thuế cả nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tích cực giúp đỡ tạo điều kiện cho các thành phần kinh doanh hiệu quả, quản lý thu thuế từ chuyển nhượng bất động sản, ứng dụng nộp thuế điện tử. Sáng nay ngày 15 tháng 12 tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long nhanh và bền vững. Tham dự có ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển chung của cả nước. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế do thiếu nguồn nhân lực kỹ thuật cao, mặt bằng dân trí còn thấp. Công tác đào tạo nguồn nhân lực và đưa các ứng dụng khoa học và công nghệ vào giải quyết các vấn đề thực tiễn còn nhiều hạn chế. Tại hội thảo, nhiều báo cáo tham luận và ý kiến đã được trình bày xoay quanh các nội dung về chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tổng quan hệ sinh thái quốc gia gợi mở cho Sóc Trăng và vùng đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng và giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong phát triển lúa gạo chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long, ứng dụng công nghệ tự động hóa đẩy mạnh phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ thực tế sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm trong ứng dụng khoa học công nghệ ở đơn vị, góp phần phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương. Đại diện các viện trường cũng tham gia đóng góp nhiều ý kiến hữu ích, góp phần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022 vừa được công bố. Vượt qua 336 đề tài của sinh viên từ 89 cơ sở giáo dục đại học, sinh viên của trường Đại học Cần Thơ đã vinh dự có 4 đề tài đạt giải, gồm 1 giải nhất và 3 giải nhì.
Giải nhất thuộc về đề tài nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá chốt sọc Mystis Mytisetus robust 1992, phân bố trên tuyến sông Hậu từ Cần Thơ đến Sóc Trăng của nhóm sinh viên Võ Thị Thảo Lam, chủ nhiệm đề tài, Trần Ngọc Anh và Phan Quỳnh Thư, do Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Minh Quang, giảng viên khoa sư phạm Trường Đại học Cần Thơ hướng dẫn. Bên cạnh đó, Phòng Quản lý Khoa học Trường Đại học Cần Thơ vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khen tặng là đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2022. Trường Đại học Cần Thơ là trường đại học duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long đã có 4 đề tài nghiên cứu của sinh viên được tham dự vòng chung khảo và đạt giải. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12. Và qua chung không khí hân hoan đó, đoàn viên thanh niên thành phố Cần Thơ hướng về đại hội và dành nhiều lời chúc mong muốn kỳ vọng đại hội đoàn toàn quốc sẽ có những quyết sách lớn để đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng thiết thực, hiệu quả, quan tâm chăm lo nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên. Bản thân rất là mong muốn đại hội nhiệm kỳ mới sẽ đề cao cái việc là về công tác cán bộ và cái việc mà giải quyết việc làm cho thanh niên khối địa bàn dân cư nó phù hợp với cái việc mà chuyển đổi số và công nghiệp 4.0. Bản thân mình là một người đồng viên, cũng kỳ vọng đến đại hội là trong cái nhiệm kỳ mới thì đại hội cũng đưa ra được những cái phương hướng mới phù hợp hơn, nhất là trong cái phong trào tuổi trẻ tình nguyện và tuổi trẻ sáng tạo, thì phải đưa được cái tính tình nguyện và cái tính sáng tạo của đoàn viên thanh niên vào những cái chương trình trọng tâm. Mình mong là đại hội sẽ có những kế hoạch thiết thực để phát huy tinh thần yêu nước và bảo vệ tổ quốc của thanh niên, đặc biệt là qua không gian mạng, thì để bắt kịp xu hướng của giới trẻ và tâm tư nguyện vọng của giới trẻ, để mình chúng ta có những cái bài tuyên truyền thích hợp và từ từ chuyển đổi từ những cái phương thức truyền thông truyền thống chuyển qua truyền thông hiện đại qua các trang mạng xã hội. Tôi kỳ vọng là đại hội này sẽ đề ra cái chủ trương chính sách để định hướng cho đoàn viên thanh niên, nhất là đoàn viên thanh niên nông thôn, trong cái vấn đề là khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế gia đình. Tôi mong rằng đại hội sẽ bầu ra ban chấp hành khóa mới sẽ là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đại diện cho đoàn viên thanh niên và thanh thiếu nhi cả nước. Qua đó sẽ khơi dậy được cái tiềm năng cống hiến và khát vọng của đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tiếp tục chương trình là các thông tin đáng chú ý. Tại thành phố Cần Thơ, Ngày hội du lịch đêm qua đăng Ninh Kiều lần thứ 5 năm 2023 sẽ có nhiều điểm nhấn, nét mới, quy mô cũng lớn hơn. Ngày hội diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 14-16 tháng 12 âm lịch tại công viên Ninh Kiều, cầu đi bộ, bờ kè rạch Khai Luôn, đoạn nhà hàng Hoa Sứ. Hai hoạt động điểm nhấn là hội thi qua đăng mô hình và lễ hội khinh khí cầu. Dự kiến có khoảng 100 qua đăng mô hình, tăng gần gấp đôi so với lần trước, quy cách chiều dài cạnh từ 2m tăng lên 3m. Hai khinh khí cầu bay treo, mỗi lần bay trong khoảng 5 phút có tính phí. Một khinh khí cầu có thể mang 3 đến 4 người trải nghiệm. Cùng với đó là 5 khinh khí cầu mini cùng hoạt động ở nhiều khung giờ khác nhau. Ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, quảng bá du lịch như thả đèn hoa đăng tại Hồ Sáng Thổi, hoạt động âm nhạc đường phố, gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch, gian hàng bánh ẩm thực dân gian, gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp, biểu diễn đờn ca tài tử, hò dè, hát ru, chương trình vũ hội đường phố. Và ngày 17-18 tháng 12 tới sẽ diễn ra sự kiện Ngày Indonesia tại thành phố Cần Thơ do Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh chủ trì và phối hợp cùng thành phố Cần Thơ tổ chức. Hiện các mặt công tác để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp đang được Cần Thơ tích cực chuẩn bị. Công viên Lưu Hữu Phước là nơi đang được chuẩn bị về sân khấu chính, khu nhà hội thảo, hai dãy gian hàng dọc theo công viên. Nơi đây sẽ diễn ra các hoạt động trình diễn văn nghệ, trang phục truyền thống, văn hóa ẩm thực. Hai hội thảo về hợp tác đầu tư, kết nối giao thương và giới thiệu về du lịch Indonesia và Cần Thơ. Cùng với đó là 20 gian hàng gồm 17 gian hàng của 16 doanh nghiệp đến từ đất nước vạn đảo, 3 gian hàng của 3 doanh nghiệp Cần Thơ, trưng bày các sản phẩm ẩm thực, du lịch, thủ công mỹ nghệ đặc trưng. Ngoài cái mục đích là giao lưu văn hóa, thì thành phố Cần Thơ và Indonesia cũng mong muốn là kết nối doanh nghiệp giữa hai bên để mở rộng thị trường tại Indo cũng như là
kêu gọi xúc tiến đầu tư vào thành phố Cần Thơ, thì thông qua đó để giới thiệu thêm với các doanh nghiệp Indonesia về tiềm năng du lịch của thành phố. Ngoài ra thì bạn cũng muốn tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư về thương mại và du lịch. Với cái mong ước lớn nhất là được kết nối với các nhà phân phối, với các đối tác ở thị trường nội địa, cũng như là định hướng xa hơn là Indo và quốc tế. Đặc biệt là cái thị trường Indo á, thì cũng đã có tìm hiểu rồi. Thử ra là công ty đang chủ động xúc tiến để mà hoàn thiện cái sản phẩm hơn, đồng thời hoàn thiện cái tính pháp lý của doanh nghiệp để mà đủ điều kiện xuất khẩu. Ngày Indonesia tại thành phố Cần Thơ là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia vào năm 2023. Hoạt động đang được phía bạn phối hợp rất chặt chẽ. Phía Cần Thơ cũng tích cực chuẩn bị cho thành công của sự kiện nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị bằng những kết nối chất lượng của doanh nghiệp. Tại hội thảo chuyên đề về các mô hình tiết kiệm năng lượng do Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Cần Thơ tổ chức vào sáng nay, đại diện nhiều doanh nghiệp, địa phương, trường học trong thành phố Cần Thơ đã được tiếp cận một số mô hình, giải pháp, đầu tư tiết kiệm năng lượng theo xu hướng mới. Theo đó, các chuyên gia và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng đã giới thiệu các công nghệ chiếu sáng thông minh cho nhà ở và đường phố, giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả cho hệ thống lạnh tại các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản, giải pháp IoT trong quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, giải pháp đầu tư cho dự án tiết kiệm năng lượng theo mô hình ESCO. Qua đó đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp địa phương trong thành phố tiếp cận được các mô hình và giải pháp đầu tư phù hợp để nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như gia tăng chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh và phát triển bền vững trên địa bàn thành phố. Và trong chiều nay 15 tháng 12, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương thành phố Cần Thơ chủ trì, kết hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế Hạ tầng quận Ninh Kiều và Cái Răng đến kiểm tra hàng quá Tết tại các trung tâm siêu thị lớn. Đoàn đến làm việc với siêu thị Co-op-mart Cần Thơ, Lotte-mart Cần Thơ và siêu thị Go Cần Thơ. Qua khảo sát tại các điểm bán cho thấy lượng hàng hóa rất dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã. Lượng hàng hóa dự trữ cho Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 khá nhiều, vượt kế hoạch so với đăng ký của đơn vị trước đây. Đoàn kiểm tra của thành phố đánh giá cao việc trưng bày hàng hóa bán Tết của các đơn vị, các sản phẩm đều có niêm yết giá cả. Đặc biệt các siêu thị đều có chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng vào dịp cuối năm. Từ đây cho đến Tết Nguyên đán, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều đoàn giám sát các chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích, siêu thị nhằm tăng cường tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo bình ổn thị trường, tránh đầu cơ tăng giá gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.